phát chung tay đẩy lùi corona. Vào ngày 20 tháng 8 vừa qua, các thành viên của khối nhân sự đã cùng nhau thu âm bài hát chung tay đẩy lùi corona. Đây là ca khúc được viết trên nền nhạc bài hát Cùng Tỏa Sáng, từng được Phó Tổng Giám đốc Trần Uyên Phương phát hành trên YouTube trước đây. Với ca khúc này, các thành viên khối nhân sự mong muốn tất cả nhân viên Tân Hiệp Phát chung tay cùng dân tộc chiến đấu để đánh bay đại dịch Covid ra khỏi Việt Nam. Ca khúc sẽ được phát loa toàn tòa nhà Tân Hiệp Phát trong khoảng thời gian này, đồng thời video ca nhạc cũng đang được hoàn thiện để gửi đến tất cả thành viên đại gia đình Tân Hiệp Phát. Vượt qua thử thách này.